bà dạy sao tin vậy? Không phải, đạo Phật không phải chỉ như vậy, mà đạo Phật dạy đến để mà thấy. Đức Phật nói pháp cho người có mắt đến để mà thấy, có tai để mà nghe. Ngài mang ánh sáng vào trong bóng tối, nó rõ ràng như vậy. Đi về phía ánh sáng thì bóng tối tự tiêu tan, đi về phía bình an thì khổ đau tự biến mất, đi về phía được mất lòng liền bị hẹp đi, đi về phía từ bi tâm tự nhiên rộng lớn, đi về phía thiệt hơn đời gặp gần lên xuống, đi về phía ham muốn thì phiền não khắc tử sinh, đi về phía thiện bình thì tham sân si vô hiệu, mà đi về phía thấu hiểu lòng tự khắc bao dung, chứ không có bùng vào. Mình không hiểu thì làm sao mình thương được? Cho nên ta mới có hiểu mới có thương. Mà đi về cái phía thấu hiểu rồi thì lòng mình tự khắc bao dung. Thí dụ mình nhìn mình thấy ai cũng khổ hết á, giàu thì khổ theo giàu, đúng không nè, nghèo thì khổ theo nghèo, đẹp thì khổ theo đẹp, xấu thì khổ theo xấu, lãnh đạo thì khổ theo lãnh đạo, mà nhân viên thì khổ theo nhân viên. Chứ đừng có nói trời mấy người lãnh đạo chắc sướng dữ lắm, mấy người giàu chắc sướng dữ lắm, mấy người đẹp chắc sướng dữ lắm. Không phải, nhìn như vậy là chúng ta chỉ nhìn trên phương diện vật lý thôi, mà chúng ta nhìn trên phương diện tâm lý. Ai cũng khổ. Vì đạo Phật có ba cái khổ chúng tôi nói hoài. Cái khổ thứ nhất là khổ khổ, là nói cho người nghèo. Cái khổ thứ hai là hoại khổ, là muốn cho nói cho người giàu hoặc là người đẹp. Hoại là gì? Cái gì nó cũng vô thường. Của cải vật chất, tiền bạc vô thường không? Vô thường. Sắc đẹp có vô thường không? Vô thường. Như vậy thì cái người giàu, người đẹp mà khi gặp vô thường họ khổ không? Khổ. Rồi cái khổ thứ ba là gì? Cái đó khổ rồi, gọi là hoại khổ. Cái khổ thứ ba là gì? Là hành khổ. Hành khổ là cái khổ của pháp hành, là pháp hữu vi đó. Hữu vi là pháp cấu sinh vô thường biến đổi, hữu hình hoại tiêu, Như Lai căn dẫn một điều, gắn công tu tập chớ nhiều dễ vui. Mình là dễ vui dữ lắm. Hiểu cái từ dễ vui không nè? Ở đây nghe pháp nhiều đâu, hiểu dễ vui là gì không? Dễ vui là gì? Dễ vui có nghĩa là gì? Là mình đam mê theo năm dục, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngọt xúc lạc, suốt ngày mình cứ nghĩ tới cái đó. Đam mê theo vật chất, năm dục, gọi là đam mê theo cái năm dục là sắc đẹp tiếng hay. Thì cái người nào mà có đam mê như vậy thì gọi là dễ vui. Vậy tôi nghĩ thứ hai là gì? Là mình buông xuôi theo ác pháp, những cái bất thiện pháp, cái mình tự nhiên cái mình thuận theo luôn, mình xuôi luôn chứ mình không có cưỡng lại. Đó là cái nghĩa thứ hai của sự dễ vui. Nghĩa vui thứ ba là gì? Là mình buông lơi trong thiện pháp. Thiện pháp vậy mình không làm. Như vậy thì có ba cái nghĩa để chúng ta hiểu về cái chữ dễ, dễ vui. Thứ nhất là đam mê theo năm trần, năm cảnh, năm dục. Đam mê theo cái sự giàu sang, danh vọng, phú quý. Đam mê cái đó dữ lắm, mà chết có mang theo được được đâu. Nhưng mà lại mình đam mê là mình dễ, dễ vui. Nghĩa thứ hai là gì? Là mình buông xuôi theo ác pháp. Làm ác mà mình tự nhiên mình theo luôn, bất thiện mà mình theo luôn, không cưỡng lại. Nghĩa thứ ba là gì? Buông lời trong thiện pháp. Thiện pháp thì mình cứ ủ ơi giàu, không có chịu cố gắng. Đó là dễ vui. Suốt đời tôi mãi đi tìm, cố tìm hạnh phúc, gặp nghìn đắng cay. Suốt đời tôi vẫn mê say, đi vào cuộc sống hai tay ôm đờm. Suốt đời như kẻ mất hồn, chạy theo danh lợi si tôn bạc tình. Rốt cuộc xét lại lòng mình, tìm hoài chẳng thấy an bình nội tâm. Chừng nào dứt hết mê lầm, lợi danh tỉnh giấc thì tâm hết phiền. Chừng nào coi nhẹ bạc tiền, không tham biết đủ tâm liền an nhiên. Gió đời thổi vẫn bình yên, tìm ra hạnh phúc triền miên nơi mình. Vỗ tay một cái.
Như vậy thì suốt đời mình định nghĩa một câu rất là rõ ràng, đó là dễ, dễ vui. Dễ vui là tự làm khổ mình. Mình hiểu rõ là chết rồi tiền của chẳng đem theo. Đừng sợ cho đi hết của nghèo, cho được càng nhiều thêm phước lớn, nhân nào quả nấy nó dẫn theo. Làm phước vốn lời thêm gấp bội. Những người làm phước chẳng khi nghèo, muôn ngàn bao kẻ gương trước mắt, phước đức càng nhiều quả chẳng đều. Mà Đức Phật Ngài dạy ai mà dễ vui thì người đó chết, ai mà chánh niệm tỉnh thức thì người đó sống. Mình nói mình sống thật sự ra là mình đang chết. Dễ vui mà. Ngày nào mình có nói mình sống hết sao? Mình sợ chết nhưng mình nói mình đang sống, thật sự ra mình đang chết. Mà nếu nói cho nó rõ ràng chút là mình thuộc cái dạng chết rồi mà chưa chôn. Quý vị biết mà cái xác người mà chết rồi chưa chôn nằm đóng đó thấy ớn không? Đó, mình là dạng đó đó. Bữa nào về soi gương nhìn cho mình là cái dạng này chết rồi chưa chôn nè. Mình nhìn mình còn sợ đừng như người khác. Cho nên hôm nay chúng tôi khuyên cho quý vị là hãy tích cực làm điều thiện. Vì muốn được bình yên nhớ đừng gieo duyên bất thiện. Muốn được bình an thì đừng có làm gì ác hết. Cái tựa đề hôm nay một câu thôi, lặp lại nè: muốn được bình yên nhớ đừng gieo duyên bất thiện. Cho nên mình phải làm việc thiện. Mà làm việc thiện á, nó có hai cái lợi ích thiết thực hiện tại. Còn tương lai chúng tôi khỏi nói, quý vị tự mà biết. Nhiều khi nói tương lai quý vị nói: sư ơi, con chưa chết con biết tương lai làm sao, kiếp sau con làm sao, có hưởng được hay không. Bây giờ chúng tôi nói cái thiết thực hiện tại nhất để cho quý vị hoan hỷ mà làm. Cái người làm điều thiện có cái lợi ích thứ nhất ngay trong đời này luôn, ngay trước mắt mình luôn, dễ thấy đó là gì? Là ngăn ngừa được điều ác trong tâm. Đó, mình bố thí thì mình ngăn được cái lòng tham. Mình từ bi rộng lớn thì mình ngăn được cái lòng sân hận. Nó rõ ràng. Hãy người làm việc thiện á, thì mình không làm điều ác. Cái tâm của mình nó vậy đó. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rồi: hãy tích cực làm điều lành để chế ngự điều ác trong tâm. Vì tâm người dễ vui, đó là chữ dễ vui nãy đó, hiểu chưa? Là hay đam mê theo năm dục, rồi buông xuôi theo ác pháp, rồi buông lơi theo thiện pháp đó. Vì tâm người dễ vui, chậm tạo thiện nghiệp thì dễ ưa thích làm việc ác. Cho nên ở ngoài người ta có một câu là gì? Nhàn cư di bất thiện đó. Rảnh rỗi thì sanh đó. Cho nên bây giờ mình không cho cái tâm mình nó nhàn cư, không cho cái tâm mình nó rảnh rỗi. Vì mỗi ngày mà không nghĩ việc lành tức thì dạng ác phát sanh dập dồn. Cái tâm mình nó ngộ vậy. Hay không nghĩ điều này thì nó nghĩ điều kia. Giống đứa bé vậy đó, không cho nó học thì nó chơi à. Tâm mình non nớt lắm, yếu lắm, dễ xu hướng theo các cảnh lắm. Cho nên dựa vào cây thì cây sẽ đổ, dựa vào núi, núi sẽ mòn, dựa vào sông, sông sẽ chảy, dựa vào người, người cũng đi. Muốn an vui dựa vào pháp, muốn tồn tại dựa vào chính mình. Cho ông tràng vỗ tài. Mình có hai cái chỗ dựa thôi. Đức Phật Ngài dạy hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Hãy hải đảo tự thân, hãy tự xây hải đảo cho mình. Đừng nương tựa vào ai hết. Và hãy nương tựa vào chính mình. Đó là nương tựa vào chính mình. Còn Đức Phật Ngài dạy hãy lấy chánh pháp làm ngọn đèn. Trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, trước khi Như Lai chết tịch diệt, thì Ngài A Nan có hỏi một câu, quý vị nhớ không? Bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai nhập diệt rồi, chúng con lấy ai làm thầy? Ai trả lời đúng? Nói gì? Lấy pháp làm thầy. Hay.
y pháp bất y nhân. Mình nương tựa vào lời dạy của Đức Phật, đó mới là đúng lời di huấn tối hậu Đức Phật đã dạy cho ngài A Nan. Mình thì đi nghe lung tung hết, những cái chính yếu thì không nghe. Là Đức Phật ngài dạy sau khi Như Lai tịch diệt, các con hãy lấy giáo pháp làm thầy, hãy nương tựa vào giáo pháp, hãy nương tựa vào ánh sáng Phật pháp trí tuệ. Đọc theo câu này để nhớ: dựa vào cây, cây sẽ đổ, dựa vào núi, núi sẽ mòn, dựa vào sông, sông sẽ chảy, dựa vào người, người cũng đi. Muốn an vui dựa vào pháp, muốn tồn tại dựa vào chính mình. Thuộc chưa? Hôm nay quý vị có một câu à? Chưa. Cho nên phải nghe hoài. Phật pháp là vậy, nghe đi nghe lại để mà nhớ chứ, phải không nè? Nãy giờ thấy hai câu mà câu nào cũng chưa. Năm nay cái chữ chưa chắc nó là chủ đề của mình quá. Ngày xưa trong chùa có cái ông sư hai, ông tốt lắm, ông thấy ai làm gì ông cũng lợm dành, ông làm hết á. Thí dụ mình đang làm có đó, ông lợm đó, đừng có làm, để đó cho tôi làm. Mà ông cứ để đó mà không bao giờ ông làm. Cho nên cuối cùng ông có cái tên là sư hai để đó. Mình bây giờ sắp sửa có cái tên là chưa đó, chưa thuộc. Đọc lại: dựa vào cây, cây sẽ đổ, dựa vào núi, sông, dựa vào người. Muốn an vui dựa vào pháp, muốn tồn tại đó. Xót thương cho kiếp con người, bon chen giành giặt, khóc cười chán chê, khi vui thì chè chén hả hê, khi buồn thì quán trách mọi bề gian nan. Qua đẹp rồi cũng sẽ tàn, quyền cao chức trọng như làn khói sương, vạn vật ảo ảnh vô thường, giàu sang phú quý có đường tiêu hao, danh nhân triệu phú anh hào, đến khi nhắm mắt lệ trào đớn đau. Giàu nghèo chẳng khác gì nhau, trở về cát bụi một màu hư không. Nếu ta biết cách gieo trồng, phước đức tăng trưởng sẽ không phai mờ, khi thuyền Bát Nhã cập bờ, niết bàn an lạc đón chờ chúng ta. Chủ đề của nội dung bài pháp hôm nay nó chỉ ngoài, không ngoài hai câu mà chúng tôi nói quý vị phải ráng thuộc. Đó là: muốn được bình yên thì đừng gieo duyên bất thiện. Mình thì muốn bình yên, mình hay gieo bất thiện quá. Tâm bình thì cảnh sẽ bình. Tu là chấp nhận sự tình thế gian. Đi chùa nên biết tự an, đi chùa hãy học đạo vàng Như Lai. Hai câu này là minh chứng cho cái chuyện mà muốn an vui dựa vào pháp đó, là học đạo vàng Như Lai. Muốn tồn tại dựa vào chính mình là gì? Đi chùa nên biết tự an, tự an cho mình đó, dựa chính mình, tự an cho mình. Vì mình hiểu rằng là đâu có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Nên đừng trách người ta, tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả, hạnh phúc có đâu xa. Vỗ tay cái đi. Đâu có gì tự phát sanh, nhân duyên hòa hợp đủ đầy mà ra. Dù giận đừng mắng người ta, chỉ gieo thêm oán hận nay thêm đầy. Quán nên giải chẳng nên gây, để sao khỏi gặt đắng cay vào mình. Thương nhau thì mau sửa tánh tình, làm sao sớm giúp mọi loài chúng sinh. Không còn tham giận gia mình, khi người hạnh phúc thì mình yên vui.
Khi người đau khổ mình có duyên vui không? Không. Mình gieo duyên cho người ta được hạnh, hạnh phúc thì mình mới yên vui. Mà có nhiều người nói thưa sư khó lắm, khó lắm, làm sao làm được đây? Làm sao làm được? Thì mình mới tìm cái nguyên nhân. Người ta mới nói rằng là cuộc đời nó đầy dẫy ưu phiền mà, cũng do ích kỷ nối liền lòng tham. Đôi khi nói nhưng không làm, tạo nên tội lỗi nghiệp phàm đeo mang. Muốn buông nào có dễ dàng? Bởi tâm chưa tịnh bạc vàng chưa quên, còn xem lợi ích là trên, tham sân si hận đè lên tâm mình. Hướng tâm về ánh bình minh, đạo vàng soi sáng lung linh muôn màu. Giữ giả từ tham hận khổ đau, trí minh giác ngộ cùng nhau tu hành. Sân si vạn sự bất thành, chuyên tâm tu học nên danh đẹp đời. Buông xả tâm sẽ thảnh thơi, từ bi hỷ xả sống đời an nhiên. Như vậy thì ở đây chúng tôi muốn khuyên quý vị là hướng tâm về ánh từ bi, ánh bình minh, là hướng tâm về ánh sáng của Phật, Phật Pháp. Đạo vàng soi sáng lung linh muôn màu. Ở ngoài trước chúng tôi có làm hai câu thơ, năm nay mới treo lên. Mà năm nay vừa treo lên cái đón đoàn Phật tử giác bảo qua liền. Câu thơ thứ nhất là: về đây tam phước già lam, kìa sông nọ núi sân tham nhẹ phiền. Sư tôi có nụ cười hiền, mang theo gió thoảng ưu phiền ra khơi. Quốc lộ 51 mà ra biển luôn, ra khơi luôn. Ghé qua tam phước cổ lầu, nghe sư chánh định kể câu kinh từ. Nhẹ như làn gió quyển hư, kinh từ bi động tâm tư kẻ phàm. Vỗ tay. Kinh từ bi động tâm tư kẻ phàm, cái chữ này chữ động tâm á nghe, chứ không phải động tình đâu. Quý vị có nghe cái từ là bốn nơi thánh tích chưa? Có một cái từ khác gọi bốn nơi thánh tích là gì? Tứ động tâm đó. Khi mình sang đó cái tâm mình nó động dữ lắm. Nó động ở đây không phải là động tình, động gì đâu, mà động ở đây là nó trở về cái bản lai diện mục. Nó trở về cái cội nguồn. Lâu nay mình cứ im điềm chạy theo năm trần năm cảnh dục lạc ham mê danh lợi, nhưng mà về đến nơi Đức Phật, ai đi rồi mới biết cái tâm mình nó động. Nó động ở đây là nó phát tâm bồ đề đó. Cho nên cái câu này chúng tôi làm, có nhiều người nói trời ơi sư kể chi cho người ta động tâm vậy. Không phải. Động tâm ở đây tức là chúng ta động cái tấm, cái bản lai diện một cái thanh tịnh của mình. Vì vậy vừa treo hai câu thơ này lên là năm nay đón ngay đoàn giác bảo hoàng, linh dữ lắm. Vì vậy để cho quý vị thêm phần phấn khởi và hoan hỷ, tặng quý vị bài hát lễ Phật đầu năm. Trên đường đi lễ Phật đầu năm, qua nhiều duyên đã đến nơi này. Con kính mừng ước nguyện trọn tâm, mang niềm hạnh phúc ước mong vui cùng tất cả mọi người. Con cầu xin Thế Tôn từ dung, ban từ bi trải khắp muôn loài. Xin khấn nguyện pháp lực tự ấn, cho mọi người nghiệp chướng đau thương quay về sống lại niềm tin.
Con xin nguyện tha thiết, con xin được mong ước cho nhân gian đầy duyên phước, thế gian luôn hòa bình, biết nhân duyên cuộc đời, xây pháp Phật đi khắp nơi. Con xin được đảnh lễ, dâng lên niềm tôn kính, trong tâm tư nguyện ghi khắc, sống an vui mọi người, sống như con Phật Đà, nguyện một lòng xin khắc ghi. Con về đây với tâm nguyện chung, mong trần gian hạnh phúc vui đầy. Con kính mừng ước nguyện trọn tâm, duyên lành từ quá khứ xa, hiện tại nhân Phật từ đây. Con kính mừng ước nguyện trọn tâm, duyên lành từ quá khứ xa, hiện tại nhân Phật từ đây. Chúng tôi chỉ mong quý vị nhớ hai câu cuối thôi. Đó là gì? Tức là chúng ta có cái duyên lành từ quá khứ xa, và trước đây chúng ta cũng đã có gieo cái nhân với Phật Pháp rồi. Duyên lành từ quá khứ xa, hiện tại nhân Phật từ đây. Giây phút này, kiếp này, chúng ta có cái duyên để tạo cái nhân với Phật Pháp. Quý vị vỗ tay để cảm ơn cô Nguyễn Thị Phúc rất nhiều. Chúng ta nhớ một cái điều xảy ra, không phải chỉ có nghiệp quá khứ không đâu nghe, mà nó phải hội đủ ba điều. Nghiệp quá khứ hay là quả quá khứ chỉ là 1/3 thôi. Điều nào mà xảy ra chúng ta phải nhớ, đầu tiên chúng ta phải có cái tiền nghiệp quá khứ. Thí dụ hôm nay quý vị ngồi đây nghe Phật Pháp là chúng ta cũng biết là trong tiền kiếp chúng ta có cái duyên với Phật Pháp, mà chỉ có 30% thôi. Cái điều thứ hai là gì? Phải có cái điều kiện hiện tại. Nếu chúng ta không vào công ty Thái Bình Xu chúng ta làm, chúng ta không gặp được cô Nguyễn Thị Cúc, thì không bao giờ chúng ta ngồi ở đây nghe Pháp. Cho nên đây là 30% nữa. Điều kiện hiện tại, môi trường sống. Vỗ tay chúc mừng mình cái điều kiện hiện tại môi trường quan trọng vô cùng. Cho dù mình có cái duyên quá khứ, nhưng mà cái hiện tại mình không có được cái điều kiện nảy mầm. Thí dụ như ở đất thì lúc nào nó cũng có cỏ, mà bây giờ nó không có điều kiện để cỏ mọc lên được thì làm sao đây? Thí dụ nó bị một cái tảng đá nào đè, cỏ không bao giờ mọc nổi. Nghiệp nó nặng quá làm sao cái môi trường hiện tại, nguyên cục đá chằng dần nó đè làm sao mọc nổi. Cái điều kiện hiện tại là 30% nữa, nó mới nảy mầm lên, mới có mặt ở đây. Quý vị có thử nghĩ đúng không nè? Nếu mà không có cô Nguyễn thì cũng không có công ty Thái Bình Xu, thì mình bây giờ ở đâu biết không? Chắc ở Phan Thiết, Vũng Tàu. Phải không? Tắm biển. Thì Tết đến xuân về thì ai không đi mấy cái chỗ đó, hoặc là du xuân ở đâu đó, rồi check in, rồi tự sướng, rồi đăng hình, rồi cười hả hê. Làm gì ngồi ở đây mà nghe Pháp? Cho nên cái điều thứ hai là gì? Điều kiện sống và môi trường hiện tại đóng vai trò 30% nữa. Và điều kiện thứ ba là gì? Là khuynh hướng tâm lý. Cái tâm của quý vị phải vui, phải thích, phải hoan hỷ quý vị mới đi à. Trong công ty có nhiều người đâu có đi đâu, đúng không nè? Họ đòi về quê thăm ba mẹ, thăm gia đình, rồi đi chơi chỗ này chỗ kia, chứ đời nào mà họ đi đây. Quý vị phải thích nữa quý vị mới đi. Tức là cái tâm lý của quý vị, khuynh hướng tâm lý của quý vị là phải hoan hỷ thì chúng ta mới đi. Còn không chúng ta cũng không đi. Mình có cái quyền đó, mặc dù mình có cái tiền nghiệp quá khứ, có cái điều kiện hiện tại, nhưng mà có những người họ không đi là không đi. Hiểu chưa? Cho nên phải nhớ một cái việc gì xảy ra thì làm ơn nghĩ cho chúng tôi ba điều kiện. Không phải một đâu, mình cứ đổ thừa cho nghiệp quá khứ hết là mình thuộc dạng rơi vào cực đoan. Ví dụ như số con nghèo là con nghèo à,
Người nghèo đến sư mô cũng nghèo, làm cho lắm thì nó cũng nghèo, vân vân và vân vân. Cái người đó là được gọi là gì? Cực đoan trong nhân quả. Mình không có. Mình làm điều thiện là gì? Là chế ngự được điều ác trong tâm. Mình làm điều thiện, cái lợi thứ hai là gì? Là ngăn ngừa được những ác nghiệp. Đó. Nếu cái số mình nghèo ở đây thì mình biết là do đời trước mình không bố thí cúng dường, mình mới nghèo. Giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Sanh dòng họ cao quý nhờ kính người đáng kính. Sanh giàu gia đình hèn hạ do ngạo mạn kiêu căng. Người ít lòng sân hận, thường đẳng phước đoan trang, dung sắc đẹp dịu dàng, được nhiều người yêu mến. Thì bây giờ mình biết kiếp này mình nghèo, thì đó là trong cái tiền nghiệp quá khứ của mình. Nhưng mình muốn thay đổi được cái hoàn cảnh này được không? Được. Thì bây giờ mình phải gắn để mà bố thí cũng dường. Thí ở đây không phải là tiền bạc vật chất, nó có nhiều cách thí. Tài thí, pháp thí, vô quý thí. Mình ráng làm sao mình thí cho người ta một cái sự an vui. Nó gặp mình là thấy vui. Đó là chúng ta đang thí cái sự không sợ hãi, không lo âu, không buồn rầu cho người khác. Mà muốn được như vậy thì quý vị phải tu tam nghiệp cho nó trong sạch. Thân khẩu ý của mình nó phải thanh tịnh trong sạch thì người khác họ gần an vui chứ. Gần mà như lửa đốt vậy sao mà vui. Mình né muốn chết gì đó mà cũng gặp. Còn cái này gặp cái là thấy vui. Thí dụ gặp sự chánh định vui không? Đó. Hôm nay chúng tôi thí cho quý vị một cái thí thứ ba, tức là vô quý thí. Thí cái sự không sợ hãi, thí cho quý vị không có lo âu, thí cho quý vị cái sự an lạc. Là đặc biệt thí pháp cho quý vị nghe nữa. Thì gọi là pháp thí thì thắng mọi thí, pháp vị thì thắng mọi vị. Chúng ta phải tranh thủ để nếm được cái vị của hương pháp. Ngày hôm nay đầu xuân 2023 này, cho nên cái người làm việc thiện có lẽ thứ hai nữa là gì? Là ngăn ngừa được những ác nghiệp. Đó. Hôm nay quý vị đi chùa đầu năm làm việc thiện thì thưa với quý vị, những cái ác nghiệp khác nó không có trổ ra. Thí dụ những người mà không muốn quan trái với mình, hôm nay họ cũng tạm ngưng quan trái, vì thấy mình đi chùa mà. Thậm chí cô Nguyễn Hạnh Cúc hôm nay mà muốn la quý vị, họ la không nổi. Trời ơi, thấy đi chùa tội nghiệp nó quá. Thấy không? Nó bỏ công sức, bỏ thời gian đi theo mình đến chùa, bây giờ có la có không nổi nữa. Là nó ngăn ngừa được những ác nghiệp. Mặc dù là mình sẽ bị la, hôm nay mình có một cái ác nghiệp, sẽ bị đồng nghiệp hay là cấp trên la mình, nhưng mà hôm nay sẽ bảo đảm với quý vị chắc chắn 100% là cô Nguyễn Thị Cúc với cô Tâm không bao giờ la, và quý vị cũng không có bao giờ gây quan trái với nhau. Mình đi chùa cho cái tâm vui vẻ quan hệ, thấy không nè? Đó là thiết thực hiện tại nhất của cái người hành thiện, là ngăn ngừa được những điều ác trong tâm. Bây giờ hôm nay mà ai muốn chửi mình dữ lắm thì họ cũng tránh cái ngày hôm nay. Thứ nhất đầu năm đầu tháng, thứ hai người ta đi chùa mà chửi người ta gì? Muốn chửi thì đợi qua hết thân duyên đi rồi chửi, thấy không nè? Cái này nó rõ ràng lắm, nó rất là thiết thực, hiện tại luôn chứ không có đi đâu xa. Còn nói là kiếp sau mình được hưởng cái quả này quả kia thì mơ hồ, mình cho là mơ hồ, mình không biết có hay không. Mà nhiều người thắc mắc lắm, họ nói sư ơi, sao con làm phước hoài mà con không thấy phước đâu? Phước ở đây quý vị biết không, kể cả phước vật, phước đức hay phước trí, kể cả tam phước là cái tên ngôi chùa này, là nó mang đến cho quý vị cái sự an vui. Phước là gì? Là sự an vui. Nhiều khi mình không cần tài sản mà vẫn an vui. Còn mà có tài sản mà đau khổ thì cái này thôi mà dù chắc à. Cái này thì chỉ vui trong lúc làm phước thôi, mà phước trổ ra nhiều khi không có vui. Chứ đừng nghĩ có tiền mà vui đâu. Có nhiều người có tiền mà họ khổ dữ lắm, họ bị lệ thuộc. Cái khổ thứ ba đó là hành khổ đó, là bị lệ thuộc vô cái pháp hành đó. Không biết từ đâu mà mình lệ thuộc vô cái chuyện có không còn mất dữ lắm, giàu nghèo dữ lắm. Người ta có một câu ta nói, câu nói rất là hay là gì? Để chúng tôi lấy mấy câu này nói cho quý vị nghe nè. Nó hay lắm chứ không phải giỡn đâu. Mà bây giờ mình giàu có nhưng mà ngàn gian nhà rộng thênh thang, đêm nằm cũng chỉ vài gan là vừa. Tiền muôn bạc vạn thải thừa,
ngày ăn ba bữa cắt chừa làm chi, đúng không? Bây giờ có nhiều người họ giàu có dữ lắm nhưng mà tâm họ không có được an vui. Thì theo chúng tôi thưa với quý vị, họ chưa phải là người hưởng phước. Tại vì phước vật, phước tài là tài sản nó mang đến cho mình sự an vui. Người nào mà hiểu được cái tài sản vật chất mang đến cho mình an vui thì cái người đó mới gọi là cái người hưởng phước. Kiếp trước có tu mới được giàu, hiểu vậy đó. Kiếp này sung sướng lại quên sao? Sống lo bòn chải tham nhiều quá, chết có mang theo được chút nào. Kiếp trước không tu mới chịu nghèo, kiếp này khổ não nó cứ đeo. Người ta răng rắc còn dư giả, ngó lại phận mình túi vắng tèo. Vỗ tài. Như vậy cái sự an vui là gì? Là tâm không dao động chở người, tùy duyên tùy phận mà yên cuộc đời. Gặp mai không đắc chí lòng, gặp rủi không động nao lòng trách than. Bị chê chẳng có than gian, được khen ca ngợi không màng tự cao. Cảnh vui cảnh khổ thế nào, đều do nhân quả tự ta tạo thành. An nhiên tự tại tu hành, hết sạch phiền não đạt thành quả cao. Đó mới là an vui. Còn mình ngộ lắm, khi khen thì vui, khi chê thì buồn. Khi vui thì vui ngất, mà khi buồn thì buồn hiu. Thích ưa thì sắm đủ điều, đến khi chê chán bỏ liều như trời mình. Dứt khoát hôm nay chúng ta phải hiểu phước là gì? Là sự an vui. Mình tạo ba cái nguồn phước: phước tài, phước vật, phước đức. Là vì mình có tài sản mà mình phải an vui mới được. Mình có sắc tướng màu da tuổi thọ, rồi quyến thuộc bạn bè đông đảo, mà cái mình nói đông bạn thì lắm phiền, mà nhiều tiền thì lắm bạc, là tào lao. Mình phải ăn vui chứ. Đông cái đó gọi là đông quyến thuộc, nhiều tiền bạc thì mang đến cho mình sự ăn vui. Nhưng mà tại mình không ăn vui là vì tâm mình nó chưa có hiểu biết, chưa có chánh niệm tỉnh giác, mình còn dính mắc vào đó. Như vậy thì đúng cái câu chúng tôi nói là ta sanh ra đời là để trả nghiệp đó. Nghiệp ác cũng trả, mà nghiệp thiện cũng trả đó. Mấy cái bà đó là nghiệp thiện cũng trả. Dính mắc quá thì phải trả nghiệp đi, đúng không? Rồi sao nhiều người lại cứ thở với than, lại quán trách sao cuộc sống quá phũ phàng, tội gì đâu mà cứ đài con mãi. Đã là người am hiểu lời Phật dạy, hãy chấp nhận với cuộc sống hôm nay. Khi nghiệp đến thì vẫn cứ giang tay, vui vẻ nhận vì nghiệp ta phải trả. Phải hiểu như vậy. Phải hiểu rằng là biết đạo không buồn chuyển trái ngang hay thế gian nữa. Biết đủ thì không chi phải vội vàng. Từ bi hỷ xả, lòng thanh thản mà nghe lời Phật dạy sống an khang. Sắp hết giờ rồi. Vẫn hay nó mau hết giờ lắm, mà vẫn dở lâu hết giờ dữ lắm, đúng không? Cho nên không rồi, phải vẫn thêm chứ. À, lì xì. À, bây giờ đầu năm lì xì. Cho nên đó là hai cái lợi ích của cái người hành thiện, nhớ dùm, đó là gì? Ngăn ngừa được điều ác trong tâm, mà Đức Phật đã dạy rất rõ, hãy tích cực làm điều lành. Mục đích của mình là gì? Ngăn ngừa điều ác trong tâm. Vì tâm người dễ vui, tâm chúng ta là dễ vui lắm. Chậm tạo thiện nghiệp thì dễ ưa thích làm việc ác. Ghê vậy đó. Cho nên bây giờ mình thấy được cái điều này, cho mình tích cực làm điều lành. Nghĩ lành, nói lành, làm lành. Cái gì thiện thì nghĩ, cái gì ác thì dứt khoát không nghĩ. Cho nên cái bài thơ chữ duyên của chúng tôi, quý vị nhớ dùm chúng tôi là thiện duyên phải giữ luôn luôn, mà ác duyên phải diệt tận nguồn mới yên. Đủ duyên thì cuộc sống như tiên, thiếu duyên thì mọi thứ ưu phiền vũ vây. Tình duyên có lúc dơi đầy nha. Ba cái vụ mà tình duyên đó là lúc thì nó thương dữ lắm, mà lúc thì nó cũng ghét dữ lắm, nó dơi đầy dữ lắm. Nợ duyên là chuyện xưa nay cõi đời, mà thắng duyên là sự tuyệt vời. Phước duyên đầy đủ rạng ngời tương lai. Gieo duyên trơn chánh chẳng sai, tạo duyên tốt đẹp để xài dài lâu. Nhân duyên gieo tạo khỏi cầu, tùy duyên là để đối đầu khó khăn. Duyên đến thì nên kết, duyên hết thì nên buông. Tuy vuông mà tròn, làm sao không tự tại. Dạng pháp do duyên, dạng sự tùy duyên, cứ an nhiên mà sống. Có gì phải bận lòng? Ai là những người con Phật phải thức tỉnh thức thời, sống trong cơn buồn thận cũng vui.
mà sống trong cảnh ngược dòng cũng thích. Đó mới là cái người có cái tâm an lạc. Cơn hoạn nạn là sống theo hoạn nạn, lúc an nhàn thì sống cảnh an nhàn, đứng nơi đâu cũng thấy tâm an. Trong núi nọ làm chi cho nhập. Mình có một cái bệnh rất lớn là hay đứng núi này trong núi nọ. Ở Thái Bình Xu thì ngó qua công ty bên kia, nó lạ vậy đó. Cái đứng núi này trong núi nọ. Mà quý vị biết không, người ta nói là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Đi đâu giữa chốn vô thường, về đâu ai biết về đâu bây giờ. Thôi thì ta ngộ vô thường, để nơi đâu cũng là nơi ta về. Hiểu ý được không? Nó hay lắm. Chạy đâu cho khỏi nắng đây. Ở đâu nó cũng có cái lực lao động, ở đâu nó có cái lực công ty của nó. Mình thì không hiểu, mình cứ tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa. Cho nên cái câu mà chúng tôi nói nó rất là mang tính đạo lý là gì? Sự thành công của bạn là bạn đánh đổi cái nỗi khổ này sang cái nỗi khổ khác thôi. Cho nên mình cứ giác ngộ cái khổ đế đi, để mình ở đâu mình cũng an lạc hết, mình không cần mong thành công. Tại cái câu này là cái câu bất hủ à. Có một cái chú tiểu đó vô chùa, vì là chú tiểu mà, cho nên vô chùa phải chấp tác, phải dọn dẹp, lau chùi, làm lụm công quả cực quá. Cái nhìn thấy ông trụ trì, nói chắc ông trụ trì xuống lắm. Chú tiểu này mới ráng tù 20 năm sau lên làm trụ trì. Khi mà làm trụ trì rồi đó, mới thấy cái nỗi khổ trụ trì. Trụ trì khổ lắm ai ơi, làm dâu trăm họ, người đời khen chê, tối ngày tất bật bộn bề, đói no ai biết não nề ai hay. Một mình thì lo chuyện dựng xây, quét chùa nhổ cỏ trồng cây lao nhà, gạo cơm điện nước bôn ba, trụ trì lo chạy kiếm tha mang về. Khổ quá. Bắt đầu mới thấy cái ông chú tiểu xuống. Cũng vậy, quý vị bây giờ quý vị đang làm nhân viên, công nhân, quý vị thấy lãnh đạo chắc sướng lắm. Quý vị ráng phấn đấu lên trưởng phòng giống như cô Tâm đi là biết. Trách nhiệm nặng nề lắm. Thì mỗi người nó có một cái nỗi khổ. Cho nên ta tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đi đâu giữa chốn vô thường, về đâu ai biết về đâu bây giờ. Thôi thì ta ngộ vô thường đi, thấy cái nỗi khổ đi. Ở đâu nó có cái khổ hết. Mỗi người một cảnh, mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi cảnh, mỗi người mỗi cái khổ. Quý vị không tin chúng tôi, quý vị hỏi cô Nguyễn Thị Cúc khổ không? Khổ muốn chết. Lo cho công nhân thiệt tình là khổ. Phải không? Nặng nề lắm. Quý vị khổ một đây khổ mười đó. Đừng có ham lên trưởng phòng nha. Trưởng phòng gì vậy? Giám đốc đời sống đó. Giám đốc đời sống khổ lắm. Chúng tôi có kể câu chuyện vui đó. Có một cái ông chủ tịch hội đồng quản trị một cái tập đoàn lớn lắm. Tập đoàn của ông là mấy chục ngàn tỷ, ví dụ như vậy. Ông đi chiếc xe hơi 5 tỷ, nhưng mà ông dài ngân hàng dài 100 tỷ, vốn mới có vốn làm chứ. Rồi một cái ông giám đốc công ty vừa và nhỏ, đi chiếc xe hơi 500 triệu thôi, dài ngân hàng dài tỷ làm vốn. Và một người công nhân đi chiếc xe Honda 30 triệu thôi, lãnh lương hàng tháng, có ít tiền để dành, gửi được ngân hàng 50 triệu. Theo quý vị ba người này, người nào sướng người nào khổ? Ai? Công nhân sướng. Công nhân sướng phải không? Thiệt không? Ngày mai khi mà công ty mình tan sở rồi, cho cô Tâm với cô Cúc đứng ở ngoài cổng ra vào đó, là mình check in thử coi, khảo sát thử coi. Chặn công nhân lại hỏi, làm công nhân sướng lắm hả con? Trời ơi, con khổ muốn chết luôn cô ơi. Sướng đâu mà sướng. Ba người này thưa với quý vị, người nào cũng khổ. Đó, đi đâu giữa chốn vô thường, người nào cũng khổ. Công nhân có cái khổ của công nhân, giám đốc thì có cái khổ của giám đốc, mà chủ tịch hội đồng quản trị có cái nỗi khổ của chủ tịch hội đồng quản trị. Nhớ giùm, đời là bể khổ. Đi đâu đây, ở đâu nó cũng khổ. Thì thôi thì ta ngộ cái khổ đi. Khi mình ngộ được cái khổ thì mình sẽ hết khổ. Còn mà không ngộ cái khổ là cứ chạy đôn chạy đáo. Thường thì mình không có hạnh phúc với những gì mình đang có, mà thích dòm ngó những cái khó thuộc về mình. Mong làm giám đốc không, mà số mình làm giám đốc cái gì? Giám suối thì có giám đốc thì nói. Rồi mong lên làm chủ tịch hội đồng quản trị sao làm nói. Trời ơi, học thức thì không có, đi mượn tiền vài chục triệu không ai cho, làm sao vô ngân hàng được mà vài chục tỷ. Hiểu chưa?
có cái nỗi khổ của nó. Mỗi người nó có một cái giai giới, thì chấp nhận tìm vui trong hiện tại, những gì ta có được hôm nay. Giàu nghèo là nghiệp mỗi người, ta tạm biết đủ là vui cuộc đời. Mình không biết đủ thì làm cái gì vui. Có cái câu kia cô nói, con không khổ vì con nghèo. Nhà con nghèo con không có khổ. Mà con khổ vì sao sư biết không? Tại vì cái nhà kế bên nó giàu. Trời ơi, phải nó nghèo như nhà con luôn thì con đâu có khổ. Con không khổ vì con xấu. Con khổ vì con nhỏ bạn con nó đẹp. Thấy nó đẹp con tức. Phải nó xấu như con luôn thì thôi, hai đứa về. Giống như khi chúng tôi sang nước ngoài, cái ông người Mỹ, ông lại nói tiếng Anh quá trời nhanh luôn. Sư không hiểu được tiếng nào á. Sư giận quá, sư nói là tiếng Anh, ông cũng hiểu tiếng nào luôn, quề. Ông cũng hiểu gì hết luôn. Nên cuộc đời này là không có nên so sánh. Hiểu nha? Chấp nhận tìm vui trong hiện tại, những gì ta có được hôm nay. Mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp riêng của mỗi chúng sanh. An vui hiện tại lạc trú là điều quý nhất. Nhưng mà mình không chịu, mình hay sanh sự lắm. Dù đục dù trong thì con sông vẫn chảy, nhớ như vậy. Dù cao dù thấp thì cây lá vẫn xanh. Dù người phàm tục hay người tu hành cũng phải bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Ta hay chê cuộc đời là méo mó, sao ta không tròn tử nơi tâm. Đất ôm cho muôn hạt nảy mầm, những chồi non tự dương lên tìm ánh sáng. Nếu tất cả đường đời là trơn láng thì chắc gì ta đã nhận ra ta. Trên cuộc đời ai cũng có thể tiến xa, nếu vấp ngã phải biết dương mình đứng dậy. Hạnh phúc cũng giống như bầu trời này vậy, không chỉ dành cho một riêng ai. Cho nên mình hiểu Phật Pháp rồi thì tập một cái đời sống phải đơn giản, từ hình thức đến nội dung, từ bên ngoài lẫn bên trong, cứ đơn giản những vấn đề phức tạp. Cuộc đời này thư thái nhẹ nhàng hơn. Đừng phức tạp những vấn đề đơn giản, hồn thơ ngay nào nhóm chuyện đau buồn. Mưa rồi nắng, nắng mưa đời vẫn vậy. Tại lòng người sống vậy mới đau thương. Nhìn vạn sự cuốn theo dòng trôi chảy, kìa vô u vẫn đẹp giữa vô thường. Hiểu câu này không? Vô u là cái tâm không buồn, là một cái hoa tâm vô u mà, không có u phiền. Nó vẫn đẹp giữa vô thường, là giữa những cái sự hơn thua, thạnh si có không còn mất. Còn mình hãy có là vui, không là buồn. Được là vui, mất là buồn. Vân vân và vân vân. Quý vị biết cái đời sống đơn giản đâu là tấm gương sáng nhất không? Đức Phật. Quý vị thử nhìn lại xem, Đức Phật xuất thân từ gì? Hoàng cung. Một ông vua có ngai vàng, có điện ngọc, có vợ đẹp, có con ngoan. Một bước đi của Ngài là quân sĩ hộ tống nó theo rần rần rần. Nhất hô bá ứng, dạng tuế, dạng tuế, dạng dạng tuế. Áo mão cân đai, long bào, yến tiệc là ăn cái thứ gì không có. Nhưng mà rồi sao? Đức Phật từ bỏ. Đức Phật vào rừng ở một cái đời sống rất đơn giản. Mặc tam y bình bát, ngủ ngôi nhà trống gốc cây không sợ trộm. Mình bây giờ sợ ăn trộm muốn chết. Chùa chiền bây giờ khóa cửa quá trời. Đức Phật ngày xưa lúc đó, Đức Phật kêu là ở ngôi nhà trống đi con, có gì đâu mất. Ở gốc cây đi thì ngủ ngon. Đêm chó sủa không giật mình. Trời ơi, sư chánh định đây đêm chó sủa giật mình muốn chết. Sợ ăn trộm nó cãi cua. Đó. Cho nên đó là mình mới thấy được cái đời sống của Đức Phật là một cái hạnh đơn giản nhất. Ngài đi từ cái phức tạp đến cái đơn giản. Cái đời sống của Đức Phật là lúc mà Ngài ra khỏi thành là Ngài lo cái chuyện sanh tử. Ngài thấy tại sao sanh ra rồi già rồi bệnh rồi chết. Ngài thấy sanh tử là sự đại, là chuyện lớn của Ngài. Còn mình sanh tử không lo, mà lo sanh sự, hơn thua, đèo bồng, tranh giành sanh sự. Mà quý vị biết hễ mình sanh sự thì sao? Sự nó sanh. Đó, không yên đâu. Luật nhân quả mà, đâm đầu vào tường đi là biết. Thì cái độ cao khối u nó tỷ lệ thuận cái độ ngu khối óc. Sanh sự đi rồi sự nó sanh.
Cho nên phải nghe câu này cho thấm nè. Bởi tôi sanh sự nên sự tình nó mới sinh, nếu không sanh sự, sự nào có sinh. Nhớ luôn chánh niệm để đừng à sự sinh ơi ai. Nhớ lấy câu này thực tập hằng ngày, và luôn chánh kiến chánh tư duy, giữ tâm chánh định để lòng an vui, thoát vòng mà sự sinh. Thôi thì hơn một tiếng đồng hồ rồi, cuộc họp nào rồi cũng tan. Cho nên hôm nay sẵn dịp này chúng tôi xin gửi đến quý vị cái lời chúc xuân theo ý nghĩa của Phật giáo. Chúc cho năm mới thật bình yên, tự tại thông dong chẳng muộn phiền. Xuân đến xuân đi tâm tịch tịnh, pháp sanh pháp diệt tánh thường nhiên. Xuân đến xuân đi có rồi không, tấm lòng con Phật tinh thông tỏ tường. Đón xuân trong cảnh vô thường, mỉm cười tự tại trước muôn thăng trầm. Cái chuyện xuân đến xuân đi là cái chuyện của xuân, mà tâm của chúng ta phải an nhiên tự tại. Nhớ dùng câu này, nhớ chưa? Xuân đi xuân đến có rồi không, tấm lòng con Phật phải tinh thông tỏ tường. Đón xuân trong cảnh vô thường, mỉm cười tự tại trước muôn thăng trầm. Mình đón xuân trong cảnh vô thường thì mình mới thấy rõ được là ba ngày xuân cũng như là ngày nào cũng là xuân. Còn mà nếu mà đón xuân mà không ngộ được vô thường thì mình là sao? Ba ngày xuân mà bốn ngày xẹp. Vui đó thì khổ đó. Nhớ dùng câu này. Thôi thì hôm nay sự chánh định rất là vui, nó trùng hợp chữ lắm, làm hai câu thơ để đón khách đó. Tự nhiên năm nay gia đình dắt bỏ qua chúng ta về chùa Tam Phước, quá hoan hỷ. Quý vị cho một tràng vỗ tay. Bài pháp hôm nay gói gọn vô hai câu thôi, quý vị nhớ gì chúng tôi lên xe nhẩm nhẩm đọc cho tôi nhớ nghe. Muốn được bình yên, nhớ đừng gieo duyên bất thiện. Hai ba. Cảm ơn quý Phật tử rất nhiều. Chúc quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe, thân tâm luôn được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.